đến với chương trình Bí Kíp Vàng. Nhớ giờ phát sóng chúng tôi nghe, 19 giờ thứ tư hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện, và hai người mà Hương nghĩ là rất nhiều bạn trẻ yêu thích, hai hot boy. Chào đón hot boy SP. Ở dưới khán giả nữ la quá trời la luôn, có một số khán giả nam xỉu luôn. Dạ, nhưng mà tại sao khán giả nam xỉu vậy chị? Xỉu tại vì mê quá. Mê quá chị. Thích quá. Thích còn quá. Khán giả nữ la là chuyện bình thường đó. Còn giờ khán giả lớn tuổi thì sao chị? Khán giả lớn tuổi dãy đành đập như chị vậy đó. Bây giờ đứng dãy đành đập luôn á. Thích quá trời luôn. Yeah. Hai người là ca sĩ mà nếu hai bạn đứng đây xuất hiện hát nữa chi, mà ca sĩ mà còn bị đẹp nữa, vô chỗ của mình đứng đi. Dạ. Chị sẽ mời ca sĩ ra hát tặng cho tụi em. Rồi bây giờ chuẩn bị chào đón diva của Bí Kíp Vàng. Quen. Đây là một bài hit đúng không em? Dạ đúng rồi, bài hit của chị Phạm Huỳnh Anh. Dạ đúng rồi, chính xác. Của chị Phạm Huỳnh Anh. Sao sắp ra? Phạm Huỳnh Anh. Yo. Nhiều đêm nằm mơ về anh, nhiều đêm nằm mơ về anh. Tưởng rằng em chưa thích anh, thì sao chỉ là mộng mơ mà giọt nước mắt. Nhiều đêm về sau được gặp lại anh lần nữa, cô cứ trong bao giấc mơ đây đi tìm anh. Nhiều đêm nằm mơ về anh, tưởng rằng em chưa mất anh, thì ra chỉ là một mơ mà giọt nước mắt vẫn rơi. Và mong nhiều đêm về sau được gặp lại anh lần nữa. Đi luôn chứ phải đi mà. Dạ. Chị nhớ chị kêu đưa em lên nữa nóc luôn, ST dãy đành đặt ngoài kia đó, mà bây giờ em nở lòng nào ta kêu đi luôn chứ phải đi va. Không phải chị, tại hát chơi cho vui thôi. Nhưng mà một đêm nằm mơ thấy anh là anh nào, hai anh là nào? Anh nào em cũng thấy hết trơn. Nằm mơ tò mỏi một đêm mơ anh. Dạ, đúng không? Thấy cả anh quay phim ở dưới. Không quay phim, bỏ quay phim nãy lo dỗ nghiệp cho em luôn á. Tại vì em có vô nghiệp. Em thấy mọi người em gặp nhất cả phim trường hòa nhau để dỗ nghiệp cho em. Còn mọi người dỗ rất vô nhưng em hát vẫn không vô. Đúng rồi, chị thấy Kiệt là nhào ra tới đây luôn, có thiếu điều giật video hát luôn á. Chứ về đó nhìn đứng lên. Nhưng lúc nó dỗ đứng kế bên cũng hay lay lắm. Không mấy giờ ca em qua đây em đứng, chị qua bển chị đứng, chị làm MC được không? Ủa sao? Để chị lấy hai đứa hát ca hay, hai thằng trai hay quá. Rồi em chơi bển không chị? Em đứng bển mình đi, em chị chơi mình ca hay. Nhưng mà em để ý nha, tự nhiên hôm nay thấy hai bạn này match với nhau quá mà em thì hơi lẻ loi nè. Hiện giờ tôi thấy nó hơi lấn cứng gì đó. ST thì hiện giờ tôi thấy hơi xa lạ, trống vắng. Dạ đúng. Mong rồi. Mong là với cái vòng 1 các bạn sẽ hòa nhập lại nhau nha. Nhưng mà yên tâm đi, ở vòng 1 này mình chơi tách rời chứ không có chơi nhóm, cho nên không có lo đâu. Ta vẫn gần cũng làm được chuyện gì. Chào đón quý vị đến với vòng 1 của Bí Kíp Vàng. Chào đón quý vị đến với vòng 1 của Bí Kíp Vàng. Một này chỉ có đúng và sai, sẽ có 3 câu, mỗi một câu tụi em trả lời đúng là được 1.000 điểm tương ứng với 1.000.000 đồng. Câu này sẽ ở cái lĩnh vực ứng xử. Trước khi trả phòng khách sạn nên gấp gọn khăn đã sử dụng lại để cho tiện người dọn dẹp, đúng hay sai? Mời ba đáp án của tụi em luôn. Còn chứ gửi nữa. Cả ba
đều đồng điệu trả lời là sai. Tại sao vậy Buka? Đến khách sạn khăn mình đã sử dụng rồi, mình đừng nên gấp gọn lại, người ta lại nghĩ mình là chưa sử dụng, người ta để lại cho người sau xài thì sao, tội mấy người sau. Em nghĩ vậy. Trong có mấy khách sạn ta có để cái rổ, cái giỏ đồ dạ, dơ đúng rồi. Để bỏ vô. Ba người đều là nghệ sĩ ở khách sạn rất là nhiều, cho nên sẽ có kinh nghiệm. Quan trọng là kinh nghiệm của các bạn có trùng khớp với chương trình hay không. Và chương trình trả lời là sai. Đúng vậy, các bạn không nên xếp lại, đó là sẽ có người phục vụ cho mình. Thì bạn mà xếp lại trong đó, người ta cũng nghĩ giống như Buka, có nghĩa là đồ này chưa được sử dụng. Chưa sử dụng. À, rất là nguy hiểm. Thế cho nên là các bạn đã trùng khớp, mỗi người đem 1.000 điểm, tương đương với mỗi người 1.000.000 đồng. Dạ. Dễ không ca, dễ không dễ? Dạ, bữa nay dễ. Chị nói với em rồi, chương trình hôm nay là dễ lắm luôn á. Rồi, câu số 2 ở lĩnh vực làm đẹp. Cái này lại hợp với tụi em luôn. Chị em bây giờ rất là thích chụp hình selfie á, tự chụp hình với nhau ha. Tụi em hay chụp đúng không? Rồi, bây giờ câu số 2. Khi chụp hình selfie, nên đưa máy chụp hình thấp hơn gương mặt để những đường nét hoàn hảo hơn. Đúng hay sai? Mời đáp án của các bạn. Gửi Esti ơi, gửi em ơi, gửi Esti ơi, tại sao em lại chọn là sai? Thí dụ về bản thân của em thôi, là khi nếu mà em đưa cái góc ở dưới thấp nè, nè chụp một tấm hình là nọng không nha chị nha. Cho nên em ốm nghe mà nọng á hả? Dạ, bởi vì chụp hình luôn luôn phải cần một cái góc hoàn hảo nhất. Cho nên là lúc nào cũng phải là chụp như vậy mà em còn để xuống thấp là nọng hả? Vậy dạ. Để lên đâu thì đỡ nọng? Để từ trên cao để xuống. Để trên cao. Còn Buka em. Dạ, thường thì em sẽ không có đưa cao quá, em sẽ đưa vừa hơi một cái góc gọi là như vậy. Có nghĩa là góc sống không phải góc chết. Góc sống á chị. Dạ. Mọi người sẽ có một góc sống, mọi người tự tìm hiểu nha. Không, cái mặt chị là sống nguyên mặt luôn. À, thì chị đang sống mà. À, sống sượng lắm. Góc nào cũng được, có nhiều anh quay phim hỏi chị ơi, góc nào của chị đẹp, đem đặt máy nó, máy chị không có góc chết đâu, cứ đặt đâu cũng được đó. Tại nó được cái nó đều đó em, mặt phẳng á, mặt tròn á. Con Kiệt. Dạ em là em giống chị, em để góc nào cũng được hết. Trời ơi, kiểu như là mặt không góc chết. Dạ em chụp ở dưới cũng được luôn. Tao bây giờ bạn ra đây, bạn cho tôi 6 tấm ở đây, bạn tự chụp. Dạ, đi. Chị nhìn nha. À. Nó đẹp trai làm gì cũng được ha. Đó, đẹp chưa? 6 tấm rồi đó. Ca, còn em tạo góc nào? Dạ, đây, góc sống nhất của em. Đó, thấy chưa, bạn thấy đỉnh chưa? Rồi, đó coi, cái như là nguyên một cái bờ nọng luôn á, nếu mà để máy ở dưới. Ba người đã chọn hết là đáp án của mình là sai. Dạ. Thì coi có trùng khớp với chương trình hay không. Chương trình trả lời là sai, trùng khớp. Mỗi người được 1.000 điểm. Yeah. Quá. Hôm nay chương trình này là của các bạn. Chương trình mình tặng hả chị? Chương trình thân tặng. Và bây giờ chúng tôi còn thân tặng cho hai bạn rất dễ thương của ngày hôm nay. Để lên đây người ta diễn tình huống, các bạn coi tao đó sống động để các bạn chọn đúng hay sai. Hai bạn hỗ trợ tình huống Hùng Thuận, Gia Linh. Trời ơi, đừng nói em sơn móng tay nha Thuận. Xong chưa em ơi? Rồi. Trời ơi, cái gì mà lâu dữ gì không biết nè. Em làm gì mà lâu quá vậy? Lâu quá gì? Người ta phải tắm rửa sạch sẽ nè, thay đổi sim y rồi mới ra với anh được chứ. Ừ. Thôi, anh nôn nóng lắm rồi. Chịu lên, anh đó nha. Lên nằm đi em. Hả? Lên nằm đi. Nằm đâu? Nằm ở trên giường nè. Không, mấy nay mình đổi phong thủy được không? Dưới đất đi. Trời, dưới đất hả? Ờ. Nó hơi cứng nha. Kệ, em quen rồi, dù sao cũng bầm rồi nè. Rồi, mình nằm nha, mình làm đi em. À, vậy hôm nay anh nằm hay là em nằm? Thôi hôm nay em không thích nằm đâu, em thích ngồi cho lạ. Trời ơi, 2, 3 vô rồi. À, đó. Rồi. Rồi. Chắc nha. Trời, mệt quá. Tập đàng hoàng nghiêm túc với em coi. Anh mà tập nghiêm túc em sẽ chết với anh đó. Em mới nói cho anh nghe, em đẹp như vậy từ năm mấy tuổi giờ? Giỡn không à? Cái gì vậy? Đau. Thì đây nè, đây nè, cái râu của anh nè. À, cái râu hả? Đau, nó rất là cứng nhắc à. Ủa, quên. Anh quên cạo râu. Chú cạo cho em đi. Mà làm gì từ sáng đến giờ, rảnh quá trời không cạo râu đi. Em không biết gì, anh là cạo râu thường xuyên.
cạo râu á là mình phải cạo buổi tối. Khi buổi tối á da mặt mình nó mềm, cạo á nó sẽ tránh bị trầy xước nhiều hơn. Bậy bạ, ai nói với anh vậy? Cạo râu là người ta phải cạo buổi sáng chứ ai mà đi cạo buổi tối. Trời ơi, vậy là em không biết rồi, em là phụ nữ, em không có cạo râu thường xuyên giống như anh, em không biết. Nè quý vị nè, với lại tất cả hàng xóm của mình nè, cạo râu là phải cạo râu buổi tối. Lúc đó da mặt mình á đã đi một ngày rồi, nó mềm rồi, nó sẽ tránh trầy xước. Đúng hay sai? Đó là câu hỏi của các bạn nha. Cạo râu vào buổi tối sẽ giảm bớt trầy xước ở nam giới. Đúng hay sai? Mời đáp án. Em biết không, anh chỉ là lường gạt những người này thôi. Khi chúng ta muốn cạo râu thì phải cạo râu buổi sáng, vì buổi tối da mặt của chúng ta đã mệt mỏi nguyên một ngày, nên cạo râu buổi tối là sai. Và đúng như vậy, nam người ta có râu người ta mới cạo. Cho nên hai bạn ST và Kiệt đã chọn đúng, trùng khớp với chương trình. Còn Buka đâu có râu đâu cả. Em có tưởng ảnh có râu thì ảnh nói cái gì cũng đúng. ST cũng như Kiệt là chọn trùng khớp với chương trình. Các bạn ghi mỗi người 3.000 điểm ở vòng này. Em không có trùng khớp cho nên Buka được 2.000 điểm. 2.000 điểm. Kết thúc vòng 1, Buka ghi được 2.000 điểm, tượng trưng 2 triệu đồng. ST và Kiệt ghi được 3.000 điểm, mỗi bạn đem về 3 triệu đồng. Chờ đợi chúng tôi sẽ quay trở lại với vòng 2. Đừng rời đi đâu nha. Vòng 2 này sẽ hợp lý cho tụi em hơn, là có đáp án luôn A, B, C cho dễ chọn. Ở mỗi câu đúng là được 2.000 điểm. Ráng lên nha. Và đến với câu số 1 của vòng 2. Mùi hương loài hoa nào có chứa độc? A, hoa quỳnh hương. B, hoa nhất mạc hương. C, hoa dạ lý hương. Mạc hương, nghe cái chữ mạc nghe nó nghèo quá. Em nghe em cảm giác như mấy phim Hồng Kông mà mình coi á, mấy phim kiếm hiệp á, thuốc độc á chị, có cái tên nhất mạc hương rồi nhất nhất này nhất kia nhất nọ rồi á chị. Và ba bạn kỳ này rất là đồng điệu với nhau, đều chọn đáp án B, mà coi có trùng khớp với chương trình của chúng tôi hay không. Và đáp án của chúng tôi là C, hoa dạ lý hương. Mùi hương của hoa dạ lý hương có chứa chất kìm độc calcium oxalate, có hại cho sức khỏe con người. Nếu hít quá thường xuyên sẽ gây nên tình trạng chóng mặt, buồn nôn, khó thở, thậm chí là ngất. Ba tụi em không trùng khớp kết quả với ban tổ chức cho nên tụi em không ghi được 2.000 điểm nha. Thường ca sĩ á, là các em hay đi ca đêm về rất khuya cho nên ngủ rất trễ, sáng sớm mấy bạn có hay bỏ bữa ăn sáng không? Mặc dù em biết là bữa ăn sáng là một bữa rất là quan trọng nhưng mà thường thì em hay ngủ dậy trễ cho nên là em hay bỏ bữa ăn sáng. Dạ, còn Buka em có hay bỏ bữa không em? Dạ, ngày trước thì em hay bỏ bữa sáng lắm, nhưng mà sau khi em biết được là bỏ bữa ăn sáng rất có hại cho sức khỏe của mình sau này cho nên là em cũng dậy và ăn sáng. Thường đi làm là em phải ăn sáng. Thường là mấy giờ sáng em dậy em ăn? Khoảng từ 7 giờ đến khoảng 9 giờ là cái khoảng thời gian em ăn được, còn trước đó thì em không ăn được. Còn Kiệt có hay bỏ bữa ăn sáng không? Dạ không, em nhờ có mẹ em á nên em không bao giờ bị bỏ bữa hết. Ôi Kiệt ơi, em giống như sống trong vòng tay của mẹ vậy. Dạ, đó. Em vậy là mẹ mua đồ ăn sáng cho em. Khi bỏ vậy buông mẹ ra là mệt liền. Dạ. Bởi sau này ai làm vợ em cũng mệt lắm, tại vì cái người mẹ là cái người chăm sóc quá chu đáo. Cỡ Buka chắc không có cửa đâu. Chỉ bỏ bữa ăn sáng thôi mà. Bỏ đâu? Thôi đến với ST mình ngủ trước ha. Hai đứa ngủ luôn đi. Ngủ bỏ qua buổi sáng. Và câu hỏi của chúng tôi là sau khi thức dậy bao lâu thì nên ăn sáng? A, 30 phút. B, 60 phút. C, 90 phút. Hồi nãy tôi thấy cái ánh mắt của Buka nhìn qua bên cái đáp án của ST để bấm cho mình. Em có ngó qua thử coi anh ăn mấy giờ, tại anh hay ngủ giống em. Nhưng mà
Và cuối cùng tại sao em lại chọn đáp án A là 30 phút? Tại vì em nghĩ là 30 phút là ngắn nhất mình có thể là vừa tỉnh dậy xong mình vệ sinh cá nhân xong là trong khoảng 30 phút là hợp lý. Kiệt sao em? Dạ theo em nghĩ tại giống như mấy huấn luyện viên mà tập thể dục có nói với em là sau khi một đêm mình ngủ là mình đã thiếu năng lượng rồi. Nên khi mà dậy 30 phút sau là cơ thể đã hoạt động trở lại thì mình nên nạp lương thực vô lại liền. ST. Em thì em có biết một cái thông tin là bình thường buổi sáng khi mà mình thức dậy mình sẽ uống một ly nước lọc trước khoảng một thời gian ngắn, sau là mình phải ăn sáng. Thì cho nên là em nghĩ là cái thời gian ngắn nhất là 30 phút thì em chọn là A. Ba bạn đang rất là đồng điệu nha. Và đáp án trùng khớp là A, 30 phút. Mỗi một bạn ghi về là 2.000 điểm, tương đương là bắt bạn được 2 triệu đồng. Quá xuất sắc luôn. Đúng vậy, chỉ trong 30 phút uống một ly nước lọc như là ST càng tốt. Thôi nói nhiều cũng không bằng mỗi người lấy về 2 triệu đồng. Bây giờ sẽ đến với câu hỏi số 3. Ở lĩnh vực này là lĩnh vực tình yêu. Và Jill, em đã yêu bao nhiêu người rồi? Dạ em yêu mới có đôi ba người. Chứ em mà mỗi lần em hát nhạc tình á là em nhớ tới người bạn trai cuối cùng của em không à? Bạn trai cuối cùng. Bạn trai cuối cùng. Hợp lý hết sức. Hợp lý với cái vòng hồi nãy. Leo lên giường là nằm sắp liền. ST. Chắc là cũng đếm trên đầu ngón tay thôi à. Còn Puka, em đã có bao giờ nhìn vô ánh mắt ai mà em rung động không? Dạ có chị. Có chứ ha. Em gái mà. Thì cái câu hỏi này chúng tôi nó dính dáng đến tình yêu trong cái lĩnh vực đó. Chúng ta sẽ có cái câu rất là dễ thương. Khi hai người yêu nhau nhìn vào mắt nhau trong 3 phút, chuyện gì sẽ xảy ra? A. Cùng tần sóng của não bộ. B. Nhịp tim sẽ được đồng bộ tại một thời điểm. C. Cả hai sẽ hiểu được người kia đang nghĩ gì. Một lần nữa đáp án lại trùng khớp. Ba bạn với nhau luôn. ST với Buka thử nhìn nhau 3 phút coi. Đó, hai người nhìn nhau. Đừng có nắm tay nhau, đừng có hôn nhau nha. Nhìn nhau thương cảm coi sao tụi mày nhìn nhau như viên mắt hình viên đạn. Hết giờ. Cảm giác của em ST. Em thấy rất là nhiều tim tuyến à. Rất là nhiều kim tuyến. Dạ tại vì hôm nay Buka đánh mắt tim tuyến. Sau 3 phút lắng động nhìn thẳng vô mắt ST em cảm giác sao? Thứ nhất là em cảm thấy là không cùng tần sóng não bộ. Trời đất ơi, không có cùng tần số. Còn ST có tim có đập cùng nhịp không? Em nghĩ là chắc tim sẽ đập cùng nhịp. Tại vì khi mà mình nhìn như vậy là mình sẽ nín thở. Em có thở đâu. Em có thở. Em thúi làm sao thở vậy? Vậy là sau khi kết thúc là 3 phút, chúng tôi, Buka và ST nhìn nhau và ST đã khẳng định là phải nín thở trước nha. Của Buka, còn các bạn không hiểu sao hiểu. Vậy thì với Buka, một trong những nữ diễn viên trẻ, đẹp, tôi yêu cầu nhìn Kim Tuấn Kiệt 3 phút. Hoài luôn á. Mất cười, chảy nước mắt luôn á. Thở đi, hai đứa bây giờ có nín. Dẹp đi. Em nói thiệt, em muốn cười chảy nước mắt luôn vậy, em gắn, em gặn á. Nhưng mà mọi người, nhưng mà em phát hiện ra một điều. Khi mà Buka nhìn Gin, Buka mới có sự ngại ngùng. Không có ngại. Buka nhìn em, Buka không ngại. Bị mất cười chứ không có. Gin, đó. Em nhìn vô mắt Buka, cảm giác lúc đó như thế nào? Em thấy chị giống bị gì á, đứng cười hoài à. Giống cùng cùng. Thôi thì ba đứa đều chọn là B. Và có trùng khớp với chương trình hay không? Mời đáp án B. Nhịp tim sẽ được đồng bộ tại một thời điểm. Có nghĩa là khi các bạn nhìn nhau 3 phút mà các bạn yêu nhau thật thì não bộ lúc đó sẽ không suy nghĩ gì đâu. Chỉ nhìn vào mắt và lúc đó tim đập lên là lúc đó tình yêu thôi nha các bạn nghe. Còn tới khúc vợ chồng mới qua đến câu số C là cả hai sẽ hiểu ý của người kia đang nghĩ gì. Có nghĩa là sau 15 năm chị lấy chồng chị không cần phải nói gì ảnh á. Chị chỉ nhìn đã làm biết đi rửa chén rồi. Hay vậy. Khi tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lúc mà mới yêu nhau thì thôi trời luôn á, đồng điệu nhịp tim luôn mà lúc đó tự nhiên đứng hình luôn á, nhìn họ 3 phút là bắt đầu nhịp tim nó bằng nhau luôn. Có thể tim em lúc đó em nín thở, em ngưng lại chút xíu, lấy hết tinh thần để nhìn người đó và bắt đầu tự nhiên bên kia ta cũng nín thở vậy. Tại nãy Buka thở như con dồi thôi, thở phà phà mà bay tóc người khác luôn, đúng không? Ủa chị, nhưng mà có khi nào nín thở rồi tắt thở luôn không? Cứ như là nín chút rồi bắt đầu thở thì hai người cùng thả ra thì bắt đầu nhịp tim nó đều chứ tại một thời điểm thôi, một hai nhịp thôi chứ không phải được cùng nhau luôn, hiểu không? Nín thở luôn là 3 phút là hai người đi đó, luôn á, là truyền oxy luôn đó thôi. Nhưng mà giờ có nín thở hay là có khùng khùng hay là có bốc mùi gì đi nữa thì các em cũng đang ghi về cho mỗi người 2.000 điểm. Vợ chồng
1 và vòng 2 ST, bạn đem về tổng số điểm là 7.000 điểm, tương đương 7 triệu đồng. Duyên Tấn Kiệt, em cũng đem về 7.000 điểm, tương đương 7 triệu đồng. Fuka đem về 6.000 điểm, tương đương 6 triệu đồng. Ở cái vòng 3 này, ai là người cao điểm nhất sẽ được ưu tiên trả lời trước. Nhưng tôi nghĩ ở trong đây sẽ có một cái sự nhường nhẹ, bởi vì bạn Buka là bạn là nữ duy nhất. Ba bạn sẽ họp lại coi có nên nhường cho Buka trả lời trước không. Trong lúc ba bạn đang suy nghĩ, chúng ta nghỉ giây lao trong vòng ít phút để đến với vòng 3, vòng gây cứng, vòng nhiều tiền nhất của chương trình Bi Kíp Giang. Việt Hương rất là thích cái dòng này, tại vì mình có 7 cái rương. Và trong 7 cái rương này thì tất nhiên là có tiền rồi, cho nên mới thích cái rương từ 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Có cái rương nhân đôi số tiền và có cái rương chia đôi số tiền đó. Ở cái vòng này thì bạn nào số điểm lớn nhất thì sẽ được thi trước, và trả lời tới khi nào sai mới đổi cái bạn số điểm thấp hơn. Ở đây thì có ST và Kiệt đều là đồng điểm là 7.000 điểm. Thì bây giờ ai sẽ là người lên thi trước ạ? Nãy hai anh em tụi em có hội ý rồi, thì thấy có bạn nữ đây mà ít điểm nhất nữa, nên cho chị Buka trả lời trước. Ủa có hả? Nhường em mới lộn nhường, chị Buka. Dạ. Mời thì em lên. Nói nghe nè, chừng 2-3 cái thôi cái mình liền. À dạ. Mình có làm bậy quá người ta lấy lại. Lên. Nói chung là giờ tất cả hai bạn hot boy của tôi đã nhường cho Buka trả lời vòng 3. Câu số 1 về sức khỏe nha, gợi ý về sức khỏe. Lá sen có công dụng trị bệnh nào sau đây? A. Giãn tĩnh mạch. B. Huyết áp. C. Giải máu cam. Trả lời liền. C. Giải máu cam. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Có lần em thấy là ở dưới quê là bạn học em á, thì thấy chảy máu cam thì có người lại ta bứt lá sen. Em không biết lúc đó ta làm gì, em không biết. Lá sen có chứa vitamin C, trị chảy máu cam rất tốt. Có vitamin C là em vô rồi. Chọn một thùng cho mình. Em thích trung tâm. Số 4. Qua số 4 liền. Và là bà là bà là bà lúa à. Không chịu đâu. Câu 2 cũng về sức khỏe. Buka. Khi bị huyết áp thấp ta nên dùng A. Chuối chín. B. Nước trà. C. Hạt hướng dương. Nước trà. Nước trà. Tại sao chọn là nước trà? Em chọn đại chị ơi. Và đáp án của chương trình khi bị huyết áp thấp ta nên dùng B. Nước trà. Ủa? Các chất chống oxy hóa và lượng caffeine có trong nước trà sẽ giúp cân bằng huyết áp. Chuối chứa nhiều kali, hạt hướng dương thì chứa nhiều tinh bột. Đây là những chất không tốt cho những người bị huyết áp thấp. Và lần này Buka lại xuất sắc trả lời đúng. Mời bạn rửa một cái rương nữa Em mở kế bên em luôn đi chị cho nó tiện nha. Rồi. Nhưng rồi 14 triệu. Không sao đâu em đừng có mừng, còn cái chia đôi mà. Rồi cái này lại là một cái câu, nếu mà tôi nghĩ bạn ST thi thì chắc sẽ được, tại nó nằm ở kỹ năng. Nên chọn địa điểm câu cá như thế nào cho hiệu quả? Câu cá, địa điểm câu cá nha. A. Nơi trống trải. B. Nơi gần cỏ, cành cây và rễ cây. C. Nơi có nhiều người cùng câu cá. Dân Đồng Tháp là phải biết câu cá. Dân Đồng Tháp là phải biết. Em chọn đáp án A. Càng trống thì cá càng nhiều. Nơi trống trải cho dễ câu, khỏi ai dành. Dạ đúng rồi, ở đâu mà ôm sùm nhiều người á là ta câu hết rồi sao? Dạ. Nên là mình câu nơi trống. A là câu không chính xác, không chính xác. Và câu chính xác của chúng tôi là B. Nơi gần cỏ, cành cây và rễ cây. Tại con cá nó hay núp vô chỗ đó. Nhưng câu ở đó dễ mất gốc. Hả? Dễ mất gốc. Mất gốc thì mình chịu gỡ ra. Dễ dính cỏ. Dính cỏ mình chịu khó mình gỡ ra. Đâu có gì có sẵn đâu em, đi câu mà người ta nói đi câu rồi trời cho. Nè Buka nè. Dính mất gốc. Câu rồi giờ kéo về. Đó về chỗ luôn thấy chưa. Rồi bây giờ mời Gin lên đây. Dạ. Gin ơi, mình sẽ tới với câu số 4 nha. Dạ. Em sẵn sàng chưa? Dạ, em sẵn câu sàng. Này nó sẽ nghiêng về bảo quản.
không nên đặt loại thực phẩm nào sau đây ở vị trí cánh cửa của tủ lạnh? A. Trứng. B. Sữa. C. Cả A và B. Em nghĩ là chắc sửa vậy. Là câu trả lời. Câu B. B là sửa. Và câu B là câu trả lời không chính xác. Không chính xác. Ủa? Nhiều bà nội trợ có thói quen đặt trứng và sữa vào khay ở cánh cửa của tủ lạnh. Tuy nhiên đây là một thói quen sai lầm. Nhiệt độ sẽ thay đổi liên tục khi ta mở đóng cánh cửa, khiến cho sữa và trứng nhanh hỏng. Câu này là không đem điểm cho em. Nhà em xưa giờ xài tủ lạnh đời xưa vậy chứ không có tiền đổi cái mới này không rành. Em có 7 triệu rồi đó, em đổi đi. Dạ, để em đổi cho mặt đưa quá vậy. Cái mặt làm như là giống như là giờ cho em dở đi, em lấy thêm 1 triệu, 2 triệu về mua tủ lạnh cho mẹ. Mẹ gửi lời cho mẹ đi. Dạ. Mẹ ơi, giờ con mua tủ lạnh mới cho mẹ, mẹ đừng bỏ trứng bên hông cửa nữa nha mẹ. Em anh chị cho em thêm vài triệu để mua tủ lạnh xịn cho mẹ được không ạ? Trời ơi, thằng nhỏ có yếu mà chẳng lẽ Buka không cho. Buka nó có 14 triệu lận. Dạ. Ủa em chơi chưa? Em chơi rồi. Em chơi. Chơi nhanh vậy. Vậy cho Buka đi. Không, bây giờ mình coi như là xui trước đỡ hơn xui sau. Lỡ mình trả lời đúng mình lật lên chỉ đôi á, buồn hơn. Mời ST ơi, câu này chắc là em sẽ ghi điểm á. Tại vì cái này nó thích hợp với em. Câu số 5 nha. Cái này về ẩm thực. Khi ăn sashimi, cách dùng mù tạt nào sau đây là chính xác? A. Pha mù tạt vào nước tương. B. Chấm cá vào nước tương trước, sau đó ăn kèm cùng với mù tạt. C. Cho mù tạt lên miếng cá hồi, sau đó chấm với nước tương. Em chọn đáp án C ạ. Chính xác, chính xác. Nhiều người có thói quen là trộn lẫn mù tạt với nước tương. Tuy nhiên theo quy chuẩn thưởng thức sashimi trong truyền thống của người Nhật, cách ăn chính xác là đặt một ít mù tạt vào giữa miếng cá sashimi, sau đó lấy ra chấm với nước tương và bắt đầu bỏ vào miệng thưởng thức. Em đã ghi điểm rồi. Dạ. Em sẽ chọn là số 2. Và mong là 5 triệu quý vị la lên. Số 2 là triệu, chia 2. Hả? Chia 2 hả? 7 triệu 2 còn 3 triệu rưỡi. Chia 2. Chia 2. 2 triệu. Số 2 là 2 triệu. Số 2 là 2 triệu và tổng số tiền của ST đem về cho mình là 9 triệu đồng. Mời ba bạn ra đây. Hết câu hỏi hả? Dạ hết 5 câu. Ủa em không được chơi nữa chị? À, em chơi đó, em có 7 triệu đó, đem về cho má. Bây giờ á. Bên cạnh tôi ST đem về 9 triệu đồng. Diên Tuấn Kiệt đem về 7 triệu đồng. Buka được sự nhường của hai chàng trai hot boy đẹp trai hát hay. Cứ yêu cầu Buka ôm hôn mỗi người một cái đi. Trời, ủa sao sổ? Ta nhường cho em thì em mới có 14 triệu đồng. Mình ôm cái kiểu mà thân thiết. Đâu đi cơ, kể cho biết coi. Chị chậm mặt đi luôn hả? Dạ, hôn tay. Hôn cái má đi. Trời ơi, thích quá à. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ tư hàng tuần trên HTV7. Chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Trụ sở thực hiện. Xin chào và hẹn lại tuần sau với Bí Kíp Vàng.